Đây, chào hết quý anh em. Còn vừa giới thiệu anh em đang trong quá trình hiệu chỉnh kiểm tra. Thì mình mới vừa vừa sinh xong. Vừa sinh nói chung là rất là vừa. Cũng máy chạy cũng có mấy chục năm, mười mấy 20 năm rồi, mới vừa sinh thì nó vừa lắm. Mặt mũi tương đối sáng sủa rồi. Vừa sinh cực nhất là cái dàn nút, vì cái dàn nút là nó có mấy cái, nó có đèn nè, đèn led trong nó chân nó bị mục hết rồi, nó gãy. May là tìm được cái con máy khác gỡ ra thay vào, nhưng mà cũng loại dỏm thôi vì nó cũng xét hết rồi. Thì video hôm nay thì chia sẻ anh em kêu với một số điều vui vui thôi. Mình học hỏi được rất nhiều từ cái sau cái công việc mà bảo dưỡng của cái máy này. Và học hỏi đây là cái cách đi mát của người ta. Người ta chia mát và người ta đi cái đường ra, nhiều khi mình không hiểu nhưng mà mình cứ từ từ mình hiểu thôi. Thì ví dụ như thế này. Đây là một cái mát. Mát. Và cái nguồn đây là ở đây là có nguồn đôi 15V và đôi 24V. Dưới này cũng là mát, các bạn để ý nè, chữ A RND và chữ số 0 RND. Thì hai cái mát này nó không có dính chung nhau, nó trên cùng một cái máy nhưng nó không dính chung nhau. Chỗ này là cái bo nguồn, nó cấp cho hai bo này, cũng cũng tín hiệu từ bo nguồn đó, nhưng mà nó lại cách ly qua một cái thiết bị khác, nó ra một chân mát khác. Đó. Chỗ này cũng là nguồn 15. Đó, nguồn 15, đôi 15 và nguồn 5V. Nó có biến trở hiệu chỉnh thôi. Không. R44 cộng 15. R26A cộng 15V. Đấy là hai cái biến trở hiệu chỉnh. Làm xong cũng như mình có thói quen là làm đâu là ghi đó, ghi trên thiết bị luôn để cho dễ nhớ. Thì đây là thiết bị của mình, không quan tâm nó đẹp xấu đâu, quan tâm là nó dễ nhớ nhất. Làm xong ký ngay, ghi ngày sửa chữa luôn. Thì đây là cái sơ đồ của thiết bị của nó đây. 024 024 0 RND A RND. Thì cái biến thớ này nó tách mát ra thôi các bạn ạ. Nó có nhiều cục dây nó tách riêng ra. Những thiết bị hồi xưa đó, vài chục năm về trước đó, người ta sẽ chỉ chi li như thế này các bạn. Còn những thiết bị hiện đại bây giờ thì người ta tính theo cũng được kinh tế, thì gần như là người ta không có chi li như thế nào, hư hoàn chứ không có sửa như thế này đâu. Cũng như cái dàn cơ nút nhấn thế này này, dùng xong một thời gian thì nó nhúc nhấn bằng phím phím đồng. Có loại nhấn bằng như thế này là bằng cao su, trong nó có cái thoang. Thì may mắn là cái dàn này nó là cái dàn nút tách làm hai được, không cần phải tháo ra và vệ sinh bên trong. Con máy này bữa giờ tốn công sức cũng khá khá rồi, thì nó một thiết bị rất quan trọng, hy vọng là sẽ phục vụ cho công tác đo đạc sau này cho nó được hoàn chỉnh nhất. Trước mắt thì cũng kiểm tra thôi, thì ra nó cũng chuẩn rồi, nó không cần phải hiệu chỉnh thêm. Đo cái đồng hồ này nó không chuẩn lắm, cái đồng hồ này tham khảo thôi, phải dùng tới cái thiết bị kia, cái size cái siết cái kia thì nó mới hiệu chỉnh, nó mới chuẩn hơn, tin tưởng cái thằng này hơn. Dây mát này các bạn, dây mát đây là của cái phần output của đây, vậy đây dây mát của phần mát bỏ đây, nó sẽ đưa xuống này, mát nguồn mát nghiếc tất tần tật. Cơ cả như thế này nó cũng đưa dây mát về, nó đi dây mát nhiều lắm, tất cả nó đưa về một mối chẳng hạn, hoặc là nó đi dây mát rồi nhưng mà nó sẽ đi thêm một dây nữa dây mát lung tung, rất là nhiều dây mát.
học hỏi, có thể là mình tham khảo, mình để ý thôi. Biết thì chưa biết nó tại sao phải đi như thế, cũng biết là để nó giảm ù xì, giảm nhiễu nhiếc gì đó, cái đường mát nó không thể chung được. Nhưng mà đỡ nó phát huy hiệu quả như thế nào là phát huy hiệu quả, đi như thế nào là cho nó đúng á, thì còn phải học hỏi và tìm hiểu nhiều. Thì cái vấn đề đấy thì nó không cần phải nôn nóng, thì mình có cả cuộc đời để mình tìm hiểu thôi. Vì mình là đã làm chơi thôi, chứ không phải là làm, mình làm đỡ đào sâu mà đi tìm hiểu làm kiếm tiền đó. Tìm hiểu đó là đỉnh cao của khoa học mà, khoa học mà, học nữa học mãi thôi. À, thì hôm nay là mình chỉ chia sẻ cho anh em cái khâu chuẩn bị gần như là hoàn thiện của cái máy này. Và thấy cái đi mát và nó hay quá. Thì trong quá trình làm mình không có thể chia sẻ cụ thể cho anh em là phải như thế này thế nào. Vì cái máy này mình không có biết ngõ, mình chỉ mò thôi. Và mình vệ sinh mình cũng không có làm nhiều. Vệ sinh bữa giờ cực nhất là cái dàn nút mà sợ cáp này. Cáp này cũng phải chà lại đầu, cho nó cái nó cũng ten và nó bị tróc như thế này các bạn. Đấy, cái được cáp như này. Thì đây là của một cái máy khác, tháo bỏ. À, còn thằng này thì phải phục chớ lại, rất là cực. Nhưng mà cái thú lắm các bạn, ở đây là một con máy ring nguyên bản, chưa được sửa chữa bao giờ. Và mình là người đầu tiên thập tay vào sửa chữa. Thì cảm giác rất là thú vị, vì đỡ mình biết được ngày xưa họ sản xuất máy như thế nào, và máy nó cùng từ hồi đấy đến tay mình bây giờ thì nó như thế nào. Thì đó là một cái cảm giác rất là phơ. Anh em nào mà có đam mê sửa chữa và tìm hiểu những thiết bị cũ kỹ như mình thì sẽ thấy nó rất là phơ. Thôi, đôi điều chia sẻ với anh em như thế. Thì sẽ có nhiều video sau để chia sẻ về con máy này. Xin chào hết quý anh em nha.